Vâng, xin chào quý vị các bạn, thật vui khi chúng ta được gặp nhau. Đứng ngay cạnh tôi lúc này đang là một chiếc BMW 218 Grand Tour. Tại sao chương trình hôm nay chúng ta lại làm video để giới thiệu, đánh giá chiếc xe này? Nếu như trong tay các bạn có khoảng hơn 1,3 tỷ đồng một chút, loanh quanh khoảng 1,3 tỷ đồng thì các bạn sẽ chọn mẫu xe nào? Tôi sẽ điểm ra một số cái tên mà các bạn có thể nghĩ ngay tới. Đó chính là một chiếc Toyota Fortuner, hay là một chiếc Ford Everest, hay cũng có thể là một chiếc Hyundai Santa Fe, đúng không ạ? Cũng đều là những mẫu xe gầm cao, máy thoáng, đủ để di chuyển ở trong thành phố, đi xa với 7 người ngồi trên xe. Vâng, và ngay bên cạnh tôi lúc này là một chiếc xe nhập khẩu của BMW, nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Chúng ta có một cái diện mạo, những cái nâng cấp khá là tin tưởng ở trên mẫu xe này. Có thể nói rằng đây là một mẫu xe nó không thiên cho những cái người thanh niên trẻ ăn mặc cá tính như tôi, và nó cũng không thiên cho những người cần một mẫu xe sử dụng ở trong phố đi làm hàng ngày. Nhưng tôi phải khẳng định với các bạn, đây là một mẫu xe đa dụng. Tại sao lại như vậy? Những người có tuổi một chút, có lẽ họ sẽ chọn cho mình một mẫu xe như thế này để họ hướng tới cái tình cảm gia đình. Với những cái nâng cấp tôi có thể đề cập tới ngay với các bạn bây giờ, so với cả mức giá của mẫu xe này ngày trước nó rơi vào khoảng tầm 1 tỷ 688 triệu, thì bây giờ chúng ta sẽ có cái mức giá là khoảng 1 tỷ 488 triệu. Còn phiên bản tiêu chuẩn nó sẽ thấp hơn một chút, nó rơi vào khoảng tầm 1 tỷ 348 triệu đồng. Hệ thống đèn pha mới, các bạn có thể nhìn thấy những cái vòng đường led như thế này, bây giờ đã không còn là cái vòng tròn ấn tượng của BMW nữa, mà nó đã chuyển sang một cái thế hệ vòng có nét khuyết, nhìn nó hiện đại hơn và nó có cái chút gì đó cá tính hơn, phải không ạ? Hệ thống đèn led ở bên trong được làm viền chrome cách điệu. Với cái hệ thống đèn pha như thế này thì chúng ta có cái khả năng chiếu sáng lên tới khoảng hơn 300 mét, và khi chiếc xe của chúng ta đi lên dốc hay là đi xuống dốc thì hệ thống đèn pha sẽ tự động điều chỉnh theo. Hơi đáng tiếc một chút khi chưa được trang bị hệ thống đèn liếc theo góc lái khi mà chúng ta mở rộng góc sang bên phải hay góc bên trái. Ở phía dưới đây, hệ thống đèn cốt cũng đã được trang bị lại hệ thống đèn led rồi. Và đối với một hãng xe sản xuất ra những cái mẫu xe có cảm giác lái thể thao như BMW thì chắc chắn là không thể thiếu đi cái khe hút gió như thế này. Và tôi cũng đã nói chia sẻ với các bạn rất nhiều rồi, cái khe hút gió này nó triệt tiêu rất tốt cái luồng gió xoáy ở trong hộp bánh xe, khiến cho chiếc xe của chúng ta vận hành những tốc độ cao, tăng tốc nó cực kỳ ổn định các bạn ạ. Nếu như chúng ta có một chiếc 218 phần đầu có thể nói là bắt mắt, thì ở bên ngang hông chúng ta lại có một chiếc 218 nó thiên hướng hiền hòa hơn, nó phù hợp với một gia đình, thực sự là như vậy. Hơi đáng tiếc khi chúng ta có một bộ la răng không được bắt mắt cho lắm. Bộ la răng này của mẫu xe được trang bị chỉ là 16 inch mà thôi, và có cái thiết kế cũng khá là đơn thuần. Nếu như mua chiếc xe này thì có lẽ việc đầu tiên tôi sẽ làm đó là thay 4 la răng. Vâng, với một cái sự nâng cấp ở trên phiên bản cao như thế này, 1 tỷ 488 triệu, viền kính cửa chrome đấy, và gương, chúng ta có gương tích hợp đèn led xi nhan báo rẽ này, còn nó đóng mở các thứ là đương nhiên rồi. Và ở bên phần ghế, ở bên phần và ở bên vị trí lái thì chúng ta có mặt gương chống chói tự động, còn ở bên phụ thì không. Và đối với cái option chìa khóa thông minh, chúng ta có thể đóng cửa vào và khóa hay mở khóa trực tiếp trên tay nắm cửa này. Tôi phải xin chia sẻ với các bạn rằng rất nhiều mẫu xe bây giờ, thậm chí có cái giá bán lên tới khoảng 1,3, 1,4 tỷ đồng mà vẫn chưa được trang bị. Nhưng ở trên 218, một mẫu xe nhập Đức đã được trang bị tính năng này. Nó là những cái sự tiện dụng mà hãng sản xuất muốn hướng tới người tiêu dùng. Đối với một chiếc BMW 218i Grand Tour như thế này thì tôi phải chia sẻ với các bạn rằng cả phía trước và phía sau đều được trang bị rất nhiều cảm biến. Ở phía trước chúng ta có tới 6 cảm biến và ở phía sau chúng ta có 4 cảm biến. Và hệ thống cảm biến này sẽ hỗ trợ một tính năng rất hay ở trên chiếc xe này. Lát nữa chúng ta sẽ cùng thử. Phần cốp xe được trang bị đóng và mở điện hoàn toàn, và chúng ta có thêm được cái tính năng khóa cốp ở đây. Khi mà tất cả các cửa đã khóa, chúng ta lấy xong đồ, chúng ta sẽ không phải quay lại dùng chìa khóa nữa mà bấm trực tiếp vào đây. Cửa cốp sẽ được đóng xuống và toàn bộ các cửa xe cũng sẽ được khóa hoàn toàn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan tâm tới một cái vị trí này, đó chính là vị trí để đồ.
Nếu như chúng ta sử dụng cả 3 hàng ghế thì sao? Với tôi nghĩ rằng nếu như sử dụng cả 3 hàng ghế như thế này thì chúng ta sẽ chỉ để được khoảng 2 cái vali cỡ cabin ở đây thôi. Nó sẽ là hơi hạn hẹp so với cả một gia đình đi đủ 7 người. Nhưng khi cần thiết thì các bạn có thể mở rộng thêm không gian để đồ ở đây một chút. Đây, các bạn cũng có thể gập phẳng cả hàng ghế thứ hai xuống thông qua một nút ở đây. Rất nhanh. Một bảng tablo, một không gian rất BMW. Tôi xin phép sẽ bỏ kính ra để xem nào. Chúng ta có một chiếc xe đa dụng để đi làm, đi chơi cùng gia đình. Rồi cuối tuần chúng ta có thể chở khá khá nhiều đồ từ quê lên chẳng hạn. Với việc chúng ta có thể gập phẳng hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Ở trên chiếc xe này chúng ta có những gì ở đây? Một hệ thống màn hình không cảm ứng và nó khá tương tự như những chiếc xe BMW 3 Series ngày trước. Hơi tiếc một chút khi hôm nay là một mẫu xe rất mới, thế nên phần màn hình này chưa được PDI. Lát nữa khi mà đi vào tính năng hay của chiếc xe này thì tôi sẽ nhờ các anh kỹ thuật ở đây PDI sau. Để chúng ta sẽ cùng đến với những cái trang bị trước nhé. Đương nhiên, nếu như ai đã từng và mong muốn cảm nhận cái cảm giác lái của những BMW, của những mẫu xe đến từ BMW, thì chắc chắn các bạn sẽ phải một lần cầm vào cái vô lăng này. Đây là một cái thiết kế vô lăng không quá to cũng không quá nhỏ. Cái cảm giác khi chúng ta vần nó cực kỳ thật, thật đến mức khó tả các bạn ạ. Mọi dao động từ mặt đường, dù chỉ là một viên sỏi hay từng hạt cát, chúng ta đều có thể cảm nhận thông qua chính cái vô lăng này. Trên vô lăng thì chúng ta có cái hệ thống điều khiển những cái thông tin ở màn hình chính giữa này, bao gồm cả ra lệnh giọng nói và đàm thoại rảnh tay. Bên đây thì chúng ta có lim giới hạn tốc độ. Hơi đáng tiếc một chút khi ở trên chiếc xe này chúng ta chưa có cruise control. Hệ thống đèn pha thì được trang bị là tự động auto hết rồi. Rồi gạt mưa tự động cũng được trang bị luôn. Phía sau vô lăng là một đồng hồ gọi là không được bắt mắt lắm, nhưng nó đủ dùng. Nếu là một người thích cái cảm giác thể thao như tôi thì phần đồng hồ này tôi lại cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Nhưng thôi, có lẽ những người chủ nhân sở hữu chiếc xe này họ cần cái tính đa dụng nhiều hơn. Một cảm giác vận hành chắc chắn thật và thích thú đến từ BMW. Chúng ta sẽ cùng quay lại cái hụt này một chút. Trước đây rất nhiều nút bấm ở trên bảng tablo, thì bây giờ nhà sản xuất đã tinh lược bớt đi rồi. Chúng ta sẽ chỉ còn những cái phím điều chỉnh cơ bản ở đây thôi. Ví dụ như là các cái kênh, đó, đầu đĩa CD. Phía dưới đây chúng ta có một cái phần hộc để đồ. Đây, chúng ta có thể để kính này, hay là đôi khi tôi có thể để điện thoại vào đây như thế này. Nhưng mà hơi đáng tiếc một chút khi chiếc xe này phần bệ tì tay không cho chúng ta quá nhiều không gian để đồ. Ở đây chúng ta chỉ có một cái phần khay nho nhỏ như thế này thôi. Tôi có thể để chiếc điện thoại của tôi vào như này. Nhưng mà với những chiếc điện thoại có kích thước to hơn một chút thì tôi nghĩ rằng nó sẽ hơi khó khăn đấy ạ. Ở phía dưới đây cũng là một hộc để đồ với khu vực cắm cổng USB và cổng sạc điện 12V, cổng tàu. Ở trên khu vực này thì có khá nhiều những cổng tàu ở đây, các bạn có thể thấy. Ở khu vực để chai nước hay cốc, ly. Nhưng mà khu vực này thì tôi đánh giá rằng sẽ chỉ để được cái chai nước nhỏ mà thôi. Khó lòng mà chúng ta có thể để những chai nước lớn. Những chai nước lớn thì các bạn có thể quay sang phần tắp bi cửa một chút để các bạn có thể nhìn thấy khu vực này. Và cái giá trị nhất ở trên một mẫu xe của BMW có lẽ chúng ta sẽ phải kể tới những cái chế độ lái các bạn ạ. Ở đây chúng ta có 3 chế độ lái bao gồm Eco, Pro này, Comfort này và Sport. Một mẫu xe như thế này đôi khi chúng ta cần tới một cái trải nghiệm, một cái cảm giác nó hứng thú, nó phấn khích. Thì chúng ta có thể sử dụng chế độ Sport và tôi tin chắc rằng với khối động cơ 1.5 Twin Turbo của chiếc xe này được trang bị sẽ không làm các bạn thất vọng một giây, một phút nào đâu ạ. Khi chúng ta đã đặt chân vào chân ga thì các bạn sẽ thấy rằng giá trị của nó vô cùng lớn. Rồi, đương nhiên cần số của mẫu xe này bây giờ đã được trang bị là cần số điện tử.
nó đã không còn là cái trang bị cần số lẫy như là những mẫu xe thông thường nữa. Cần số điện tử này là một trong những cái cần số thiết kế hay, cảm giác vào số cực kỳ thích, và nó cho chúng ta cái cảm giác rất phấn khích khi chúng ta gạt sang chế độ số tay. Hơi đáng tiếc một chút khi chúng ta chưa có lẫy chuyển số sau vô lăng. Ghế lái và ghế phụ thì đều được điều chỉnh điện nhiều hướng. Đối với ghế lái thì chúng ta sẽ có set thêm hai vị trí nhớ ghế nữa, và đồng thời là cả vị trí gương. Sẽ không có nhớ vị trí vô lăng bởi vì chiếc xe này sẽ được trang bị vô lăng chỉnh cơ 4 hướng, thò thụt và lên xuống. Rồi. Còn một cái điểm này nữa thôi, đó chính là hệ thống phanh tay điện tử đã có mặt ở trên 218 Grand Tour. Ngay khi tôi ngồi vào cái vị trí hàng ghế thứ hai này thì tôi cảm nhận ngay được cái việc thiết kế ghế theo dạng giáp hát. Ghế hàng ghế thứ hai cao hơn hàng ghế thứ nhất một chút để chúng ta có được cái không gian ngồi ở trên xe nó thoáng đãng. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy đây, khi mà tôi kéo cái hàng ghế, lưng hàng ghế ngả như thế này thì phần ô cửa kính ở đây rất rộng, giúp chúng ta quan sát hết hai bên đường, và ngay cả phía trước mặt cũng thế, rất là rộng rãi. Tôi sẽ điều chỉnh về một chút như thế này để tôi có một cái tư thế ngồi khá là thoải mái. Ở phía sau chúng ta cũng có cửa gió điều hòa riêng biệt ở đây, và kèm theo đó là hai cổng sạc USB Type-C. BMW đã update rất kịp thời cho chiếc xe này. Ngồi vị trí giữa thì sao? Mặc dù là một chiếc xe có cái phần ụ nhô lên ở đây, không được trang bị sàn phẳng, nhưng mà vị trí ngồi của tôi ở đây thì ok. Nó sẽ không được thực sự thoải mái khi chúng ta ngồi ba người lớn, nhưng mà nói chung là ổn, đủ dùng. Rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra bệ tỳ tay này, hai khay để cốc nước và chai nước đầy đủ. Bây giờ cũng với cái vị trí setup như vậy thì tôi sẽ xuống cái hàng ghế thứ ba của chiếc xe này. Đây, chúng ta sẽ đẩy cái phần lưng ghế này lên như thế này. Theo như tôi đánh giá thì cái khoảng không gian để chúng ta đi xuống hàng ghế thứ ba không được thiết kế rộng rãi cho lắm. Chúng ta sẽ phải sử dụng cái không gian cỡ khoảng tầm 20 phân ở đây thôi. Khi mà tôi ngồi vào đây thì sao? Các bạn có thể thấy ở bên cạnh tôi, phần thiết kế ghế ở đây cũng không được quá rộng rãi như những chiếc xe 7 chỗ thực thụ. Nhưng với cái thiết kế 5+2 như thế này thì tôi đánh giá là nó cũng đã khắc phục rất nhiều so với cả những chiếc 5+2 đã có mặt trên thị trường trước đây. Và đặc biệt các bạn cũng có thể nhớ ngay tới chiếc BMW X5 ngày trước. Cái phần hàng ghế thứ 3 của chiếc xe đó cũng chỉ ở xem xem như thế này thôi, thậm chí còn không được rộng bằng. Phần chân xe do được thiết kế ở bên ngoài hơi vuốt về đuôi một chút để giúp cho cái thân xe nó nhìn trường hơn và có tính khí động học tốt hơn. Thì chúng ta sẽ hơi thiệt thòi cái phần không gian để đầu như thế này. Tóc của tôi đã bắt đầu chạm vào trần xe rồi. Tôi là một người cao 1m75 và nặng khoảng 75kg. Thì tôi có nói với các bạn lúc đầu ấy ạ, hệ thống 6 cảm biến phía trước và 4 cảm biến phía sau, thế cho nên là chúng ta sẽ có cái hệ thống lùi điệp đỗ tự động. Các bạn có thể xoay cái núm co măng điều chỉnh này để chọn này, park assist, ấn vào đây. Đó, sau đó chúng ta sẽ cài số D và xi nhan vào phía mà các bạn muốn đỗ, để chúng ta sẽ cho xe lùi vào điểm đỗ tự động. Nếu như ai đó trong khi các bạn đã từng cầm lái BMW, và nếu như các bạn chưa từng cầm lái BMW, thì tôi tin chắc rằng khi các bạn cầm lái thì các bạn cũng sẽ giống tôi mà thôi. Cái khối động cơ twin turbo của BMW sẽ mang lại cho các bạn những cái cảm xúc mà khó mẫu xe nào có thể mang lại được. Để nói về cảm giác lái thì BMW, Porsche là hai cái thương hiệu cho chúng ta cái sự thật mạnh mẽ, an toàn và rất vững chãi. Khối động cơ này là khối động cơ 1.5 twin turbo, sản sinh công suất là 136 mã lực. Và đối với mẫu xe này chúng ta có 220 Nm là mô men xoắn, và nó đạt từ những cái giải vòng tua rất thấp, từ khoảng 1.200 cho tới 4.300 đó các bạn ạ. Thế cho nên với những cái thông số đó khô khan vậy thôi, nhưng chúng ta sẽ hiểu được rằng cái giải tua, cái vận tốc mà chúng ta có thể đạp, chúng ta có thể vượt những xe khác ở trên cao tốc
nó dài, nó rộng như thế nào. Và đối với chiếc xe này, nếu như bản 218 trước đây chỉ là dạng 5 chỗ thì ở bây giờ trên mẫu xe này chúng ta đã có tới 5+2. Phần đuôi xe dài hơn một chút. Và hiện tại thì tôi đang có mặt tại BMW Lê Văn Lương. Nếu các bạn quan tâm chiếc xe này thì các bạn có thể qua ngay đây để trực tiếp sờ, nắn, ngắm nghía và lái thử. Xuống tiền hay không là ở các bạn. Các bạn cảm thấy mẫu xe này nó có phù hợp hay không? Hay các bạn cũng có thể dành những tình cảm cho những cái mẫu xe như là Toyota Fortuner hay Ford Everest hay là Hyundai Santa Fe. Tiền ở trong túi các bạn lựa chọn, sở hữu. Không có cái gì chính xác bằng cái việc các bạn cân nhắc, suy nghĩ xem mẫu xe có phù hợp với tiêu chí, phù hợp với sở thích, phù hợp với cá tính của bạn và gia đình bạn hay không. Bây giờ thì video cũng đã dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn ơi, nếu các bạn đã xem được điều gì đó có ích hôm nay thì hãy cho chúng tôi một lượt thích và hãy chia sẻ video nhé. Bên trái hoặc bên phải màn hình là một số video mà tôi nghĩ các bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp chuột vào và ủng hộ Auto Daily nhé.